ấm ấm. Nên cái đó là không bao giờ thiếu rồi. Để em đi test hai cái ý đó vào trước. Bây giờ thấy nó chặn lỗi thế, không có đóng chặn. Thấy nó chìm vậy. Hả? Mấy cái tòa nhà lớn giờ nó đóng lỗi thế, nó không có chìm. À, tùy. Tùy, có dự án thì họ để đi nổi vì nhiều lý do. Quan trúng đó, quan thật cao thì xuống luôn đó. À, đúng rồi, đó là một ý thứ hai. Có thể họ chưa giao thầu em mới đi được vào giai đoạn đó. Em đi vào sau, mới đi nổi. Bởi ta phần đấy chung cư lại kẹt lại bên cái của Vivo. Tại vì hôm nay nên em làm đấy thì đi nổi. Là chơi nên là chơi nó thì đi thì nó nổi, nó đi gọi nó ống, nó uốn éo các kiểu. Đúng rồi, phải hành tinh đúng không? Đi nổi thì phải xếp cho đều, khoảng cách cho đều cho đẹp. Chi phí nhân công cao hơn nha. Mà nó đúng rồi, nhìn nó đẹp. Dạ, chi phí nhân công cao. Lượng sao rồi thậm chí ví dụ có 3-4 cái ống đi là phải chia khoảng cách ống đi khoảng cách giữa các ống phải đều với nhau nhìn nó mới được thì nói chung là đi thi công ống nổi giá thành thi công cao hơn đúng rồi thi công nổi khó kéo dây đó thi công ống xong tới lúc kéo dây gần như phải lột ống ra lột dây chứ dạ qua lấy cái bim đó chứ đâu phải được như ống ầm nó cứng ngắc rồi mình cứ kéo tột nó qua còn ống nổi mà đâu kéo được gần như là lùn nói chung là lùn dây cái phim rất là cao ông ông thì gọi là kéo dây không nổi cho chắc gọi là lùn chẳng kéo được thế ở cái sàn á thì có lúc này nó sẽ có các cái phòng kỹ thuật như hồi nãy nói có thể nó nằm ở tầng hầm nó có thể nằm ở tầng trệt nên anh em ghi lại cái ý là gì các cái lỗ mở và các cái sli đi vào ra của cái phòng, các phòng kỹ thuật thường nó nằm ở tầng hầm với tầng trệt thôi còn những dự án đặc biệt nó có thể nằm ở tầng trên của nó nữa nói chuyện đó mà nó không phải với phần xe thô mà nó nhiều ngày đến phần hoàn thiện thì nó vỡ mặt còn chưa đâu anh. Đây là mới nói các việc phải làm thôi, còn chưa nói đến cái quy trình phối hợp. Cái này là cái quan trọng nha, đi không được là kéo dây không được là xong luôn, lắp cái bị không được là xong luôn. Các tầng hầm, sàn tầng hầm với sàn tầng 1 là hai cái sàn mà sợ nứt, sợ chống thấm nhất. Cho nên nó phải kiểm tra công tác cho nó đầy đủ. Không có thiếu được. À đúng rồi. Có một cái việc này tôi nhớ mười mấy năm trước ở dự án Tràng Bơ. Cho nên sẵn đây tôi nói với anh em. Trong cái phòng kỹ thuật mà đại khái là phòng nước này, cái phòng máy phát điện á, anh em phải để ý cái gì cái thoát sàn á để thu nước về nha. Xong hết ha, tại vì nước nó có thể xả ra đó chảy ra đó. Ha, anh em phải để ý thường quên nữa. Tôi nhớ cái đó là vì sao, vì mười mấy năm trước có dự án nó bị dăng ra khỏi cái phòng có đặt ống mà nó dăng nó khỏi phòng là sai vị trí khi tới cái phòng bơm nước á nước cấp nước chữa cháy gì đó là phải để ý cái máy phát điện thì nó có cái đặc biệt hơn phòng máy phát điện tiêu hoàn toàn như ông khớp không khó cái chỗ mà các cái lỗ mở và xà ly đó là anh em phải nhớ là nó bao gồm luôn cái lỗ mở để sau này gắn lưu vô đặc biệt là máy nước phòng máy phát điện nó có gió vô gió ra đây cho anh chị thì bây giờ đây sắp tới đây cái tường này cái này anh em đừng quên đó là cái thoát hơi nóng và thoát khói của máy phát điện. Nếu có dự án họ bố trí phải thải ra tuốt trên máy là gần như xuyên suốt mình phải có cái trục đó. Giờ là trên máy còn ha. Có dự án thì họ dễ hơn họ cho ra ở tầng hầm đi âm lên ra chỗ đâu xa xa rồi họ thải môi trường đó. Đó. Có dự án thì họ lên tới tầng 2, tầng 3, tức là qua cái bãi để qua những cái tầng phục vụ bãi để xe là có thể thải ra.
nhưng mà họ cũng đang lo lắng là khi thải ra thì ở trên đó là cái nhà dân thì nó có phong bôi không, thì có thể là những chỗ mà kỹ là họ phải đưa lên trên máy. Thì cái đó là cái mình sắp nói tới đây, thi công sai. Bây giờ mình nói tới cái lỗ mở ha. Lỗ mở này là lỗ mở chung cho tất cả các hệ thống. Chỉ ghi là đừng quên lỗ mở thoát khói và thoát nhiệt của máy phát điện. Hoặc là có những cái dự án họ sẽ dùng một cái thoát sàn có cái biện pháp thi công đặc biệt, hoặc là cái thoát sàn nó có cấu tạo đặc biệt là anh em không đặt xe ly được mà phải đặt lỗ mở. Anh em nào trải qua rồi thì sẽ biết cái dự án nó cái thoát sàn nó có nguyên một cái khung như vậy. Nhưng mà nếu mà từ bây giờ mình đặt cái khung nó chết trong bê tông thì càng chết nữa, sau này nó bị lệch thì sao. Cho nên là đặt lỗ mở là an toàn, đó là ghi cái đó vô đó. Rồi, thường người ta lấy gió tươi cấp vào tầng hầm hoặc gió thải từ tầng hầm ra, là cái sàn một này nó sẽ có cái gọi là đốt thao, là cái chỗ mà mình thấy nó nổi lên người ta sẽ dùng len kép trồng hoa đó, người ta bố trí sao cho đẹp đẹp đó. Thì cái chỗ mà gió tươi và gió thải của tầng hầm là sẽ lấy tầng trệt, cho nên mình đừng quên cái lỗ mở cho nó. À, đi vào. Nãy đi thoát xế cái tiền đạo chưa đó? Rồi đúng không? Nói chung là ghi một câu là lỗ mở đừng quên lỗ mở tất cả. Thì lúc ghi tất cả thì anh em nào không cứng thì cũng sẽ hoang mang, không liệt kê ra. Mình cố gắng mình liệt kê ra. Bây giờ như cái này đang ở tầng hầm nhưng mà anh ngoại một cái như này, mà bây giờ hiện tại bây giờ là rất là đau đầu cho mấy anh bảo trì sau này của tòa nhà. Thứ nhất là anh chú ý một cái nữa là rất là mấy anh. Tại sao đặt cái cục lắm thì rất là dễ thế nào, đúng không? Thì bao giờ mỗi hành lang ra dùng vệ sinh thì xịt nó là xong, đúng không? Thế nhưng mà cái dàn này nó tháo trần đúng như vậy thì làm sao? Bây giờ ví dụ bây giờ nó bảo đấy thì cái chủ nhà ta bảo anh nên đi vệ sinh cho cái thì đúng là đúng cười. Và là nó sao em chưa nghe kịp không? Cái máy cassette đó mà máy âm trường á, cái bị bẩn đang vệ sinh á. Trần nó đóng một phát là thẳng tương sang bên kia luôn. À, cái tầng chết á. Ờ, tầng chết, mỗi tầng cái gì vừa người lên xong á. Ví dụ người ta đến người ta mở xong người ta nhìn lên xuống rồi về. Cái đó lỗi do cái thi công và thiết kế. Cho nên là không tính cái vấn đề là bổ tiền. Cái này là em ra ngày nhân gặp những cái phòng nhỏ đó. Nó nói là bây giờ đóng không có đóng là không nổi, mà đóng là con chết cho nó đẹp. Còn tôi không có được làm. Đúng rồi. Phải mổ một lỗ mở kỹ thuật cho nó, phải đóng một cái nách chương y như cái thằng cao này này để chui lên nó mới vệ sinh được. Tại vì cái nó bị đâu mà. Cái bây giờ là sao xử lý đấy? Xử lý cho vệ sinh nó kia máy này không anh vệ sinh nó làm. Anh đang hỏi ngoài phạm vi rồi, còn kỹ thuật đó thì thầu anh đây là cái lớp quản lý để đi thi công. Cái này anh mặc sâu. Cái chuyện đó là chuyện của mấy ông kiến trúc mà ông quyết định chậm chết thì sau này ông sẽ trả giá cho cái chuyện mà xử lý sự cố thôi. Lão chủ nhà cái chuyên môn của mình là mình làm sao mình chui lên mình đo đạt được nó, còn mình lấy nó ra được thôi. Chủ nhà nó không chó. Còn không có chị sau này. Còn không có chị thì cái chuyện đó ông khác lo chứ không phải mình lo. Ví dụ trong phạm vi em yêu của mình á, hồi nãy mình nói mình lo được cho ông bảo tiền thì mấy cái van của bơm tiền mình đem bỏ ra mình lắp, đó mình lo được. Còn cái tàu nó thuộc phạm vi của mình đâu lo được. Tấm mỹ. Về nhà chín dưới tòa nhà thằng đấy cũng là như đây bây giờ anh vào cho nên cái bữa đầu tiên đó cái nói ông vận hành ông phản bác lại ông dự án đó tham gia vào để coi là ông làm kiểu này cho tôi rất là khó vận hành đúng không, bỏ tiền sửa chữa. Ok, mới nhắc thêm một cái nhỏ hồi nãy có nhắc rồi. Thứ hai đó là cái ống cấp nước từ đồng hồ vào nè, có thể nó nằm ở tầng trệt
em thấy nó nằm ở ngoài tầng trên không, mà nó nằm ở ngoài đường ấy, nó làm một cái hốc bít cho nó ở đó, nó đựng là mấy nước nó coi không à. Thường á, thường mà cái tầng trệt nó nằm đây nè, cái một ép nó nằm đây, mà cái không gian cái này trên này cũng một ép, tức là cái tầng trệt nó trực cấp, tầng trệt nó có trực cấp thì không gian cái này là V ép, thì đồng hồ thường nó nằm đây, cái ống này đâm qua vách tầng học thì sao ta, cái này có thể nó làm xấu, nó thi công cái này xấu, có thể cái cột này mình, cái cột cái vách này mình thi công trước thì mình đặt xà ly đó rồi, đúng không? Có thể không, thì khi nó thi công cái sàn này mình phải đặt cái ống này, có thể ống đo ống ầm, có thể ống bê tông hoặc là mấy ống nào kỹ thì ầm ở chỗ cái trồng cây gì thôi. Nhưng mà cái này anh thấy là thường thường là mình gần cái trụ chữa cháy ấy, để nước ngoài đường ấy, là khi nó thường thường có mấy tòa nhà lớn cao thì nó có ba cái hộp chữa cháy nó nằm gần đó. Đúng rồi. Hồi nhắc tới trụ chữa cháy mới nhớ mình nhấn mạnh cái trụ chữa cháy ở tầng trệt nha em. Thằng yêu cái đầu để nó hút nước, nó lát từ cái bể chứa nước cứu hỏa của mình nó hút á. Trụ chữa cháy, hồng chữa cháy đó. Hồng chữa cháy là nó từ cái trụ chữa cháy là nó bơm vào cái đó. Hồng tiếp nước chữa cháy ra nè, ghi thành đây rồi các bạn nè. Quên cho nên này anh thấy không? Soạn mấy lần rồi nên đây nói mà quên rồi, đừng nói mình biết xem mà. Bây giờ không có động tên tay anh rồi. Cái này là mấy thằng thiết kế phòng cháy chữa cháy nó phải đóng. Không, vẫn sốt. Vẫn chốt trong đơn giản, ông nào làm mà không chốt là nó tốt lắm á. Ông đó có thể là thứ nhất là cái việc về chuyên môn vẫn tốt, thứ hai là ông có được nhiều thời gian, mình đang muốn nói đây cái tốt là ông làm kỹ, còn nguyên nhân thì sao ông làm tốt, ông kia làm không tốt thì còn nhiều nguyên nhân, nhưng mà đánh giá tự chung lại là ông nào làm không chốt, ông có làm rất kỹ,